Trước đây đi chùa, ra chùa thì chúng ta có biết gì đâu, chả biết cái gì cả. Ra chùa, ở ra chùa thì cũng ra chùa, thấy họ làm chùa mình cũng làm chùa, thấy họ lên chùa tụng kinh mình cũng tụng kinh. Nhưng điều quan trọng chúng ta tụng kinh, chúng ta chả hiểu kinh nói cái gì. Vì không có thầy, không có thầy để giáo hóa, để giảng giải cho, chúng ta không hiểu trong kinh Phật nói cái gì. Mà đã không hiểu thì không thể tu được. Có tụng kinh, có đọc kinh, có tụng kinh đó, nhưng không hiểu, cho nên tu không đúng chính pháp. Cho nên Phật tử ra chùa vừa lễ Phật xong ở ngoài đó thì đã chí chóe tranh nhau phẩm hoàn quả chuối rồi. Không biết đây ngày xưa có không, không tí nữa phải phỏng vấn vái trưởng vái hộ, vái trưởng vái phó đây. Các cụ trong ban quản lý xem ngày xưa có cái chuyện mà cái chùa Quân Lâm này ngày xưa khi thầy chưa về thì có cái chuyện mà vừa lễ Phật xong ở ngoài đấy đã tranh nhau phẩm hoàn quả chuối không, không biết có không. Ở ngoài cái miền xuôi ở ngoài là có đấy. Không biết các cụ dân tộc ở trong này có hay tranh nhau không? Tôi chưa biết, chưa hỏi. Nhưng ngoài miền xuôi là có đấy. Lễ Phật chưa xong một cái là ở ngoài cái nhau nhau ra. Cái quả chuối của bà to hơn quả chuối của tôi gì? Bé hơn quả chuối bà thì chín, quả chuối tôi thì xanh. Cái oản của bà thì to hơn cái oản của tôi. Trong khi đó thì một cái oản đóng đều một cái khuôn. Nhưng vì sao lại tranh nhau cái oản to oản nhỏ? Cùng một cái khuôn đóng ra thì làm gì có cái to cái nhỏ. Nhưng cái oản đóng ở trên gì, ở cái phần trên của cái nồi sôi á, chõ sôi á, thì cái gì phần trên á thì sôi nó khô, cho nên đóng xong cái oản á, cái oản nó vẫn đứng thẳng như thế được khoảng gì 5-7 phân. Nhưng cái oản mà ở dưới thì dưới đáy chõ, đáy nồi đáy chõ thì thường nó hấp hơi xuống, cho nên cái sôi nó gì, nó nát. Sôi nó nát á, thì đóng xong một cái thì bỏ cái khuôn ra được tí, nó đang nóng mà, sôi đang nóng mà, cho nên á, nó mới bẹt xuống, cho nên cái oản của tôi thì bé hơn cái oản của bà. Khổ lắm đấy. À không, chùa của tôi ngày xưa mấy ngôi chùa tôi đi chủ trì cái chùa ngoài xuôi, tôi mới về mà chưa giáo hóa được các Phật tử, cũng có cái chuyện đó. Chùa mà tôi chủ trì đó, ngày xưa tôi mới về nhận đó, mất một vài tháng thậm chí là hàng năm các Phật tử tranh nhau lộc, tranh nhau oản chuối. Nói thẳng là tranh nhau oản chuối là như thế. Thì ngày xưa các cụ đi lễ về là mùng một ngày rằm đi lễ là nhất định phải có phẩm oản quả chuối. Chính tôi cũng vậy, về bất cứ chùa nào ngày xưa, bây giờ thì thôi bỏ cái đấy được rồi, còn ngày xưa là cứ khoảng độ tầm cách khoảng độ một tuần, nếu mà có các Phật tử đó có khoảng 300 Phật tử đi lễ thì phải mua làm sao cho dư khoảng 300 trái chuối ra một chút, một buồng hoặc hai buồng hoặc ba buồng gì đó, áng áng cái Phật tử nhà mình, làm sao phải dư ra khoảng một nải hai nải gì đó, chứ còn thiếu là chết luôn. Các cụ mà cãi nhau thì chết, sư chả giải quyết được đâu đó. Cho nên cứ trước đó khoảng một tuần là phải đi mua chuối, ra chợ hoặc vào trong dân mua cả buồng chuối về, bắt đầu rấm vào cái đèn á, cái đèn kỳ á, rấm vào đó cho vào cái thùng phi á, cắt thành nải nó cho vào thùng phi hoặc cho vào cái bồ á. Bắt đầu là mùa nóng á thì chỉ cần thắp mấy nén hương là được, nhưng mùa lạnh á phải thắp cái đèn lên, đậy kín nó lại, xong để trong đó khoảng 3 hoặc 5 ngày gì đó, xong bắt đầu nó nắn và nó mềm mềm rồi, mà cái bắt đầu khoảng độ tầm 13 thì bỏ nó ra, để đến 14 là gì, đem dâng lên rằm lễ Phật xong hạ luôn. Vừa trên ban thờ các cụ chưa ra lễ thì nhìn xôn xao thắm hồng lắm, nhưng lễ xong một cái trên ban thờ là gì, sạch bách trống không. Lại gì ạ, đánh như là đánh đuổi quân Nguyên tan tác, chả còn cái gì nữa cả. Có nghĩa là vừa dâng lên xong, cúng Phật chập chiêng xong, Nam Mô Phật, Nam Mô Pháp, Nam Mô Tăng xong một tí là gì, là trên ban thờ là sạch bóng quân thủ ngay, chả còn gì nữa cả. Đấy, ngày xưa nó như thế. Là phải đi mùng một ngày rằm nào đó, chiều 30 là các cụ, các Phật tử mấy chùa mà tôi nhận ngày xưa chiều mùng 30, chiều 14 nào cũng phải đi ra, mấy cụ đi ra để đái gạo, để ngâm gạo nếp. Sáng sớm hôm sau các cụ, nếu mà ngủ ở chùa thì ngủ, không ngủ thì đi ra lục đục từ lúc 3 giờ sáng, đồ xôi yên oán, sáng cúng Phật, xong bắt đầu là tan lễ. Phải như thế thì các cụ mới ra chùa, không có thì chết với các cụ, đất vua chùa làng. Đó, nhưng may từ ngày đấy là ngày xưa chúng tôi đi học, từ năm 98 cho đến năm 2002 học trung cấp, Đức Đệ Tam Pháp Chủ bây giờ là trưởng lão hòa thượng Thượng Phổ Hà Tuệ bây giờ ở dưới chùa Ráng,
Hà Nội của chúng ta bây giờ, Ngài là hiệu trưởng của trường trung cấp, tức là hiệu trưởng dạy tôi á, và đồng thời cũng là thân giáo sư làm thầy hòa thượng trong đàn đại giới đàn của tôi á. À, hòa thượng muốn đào tạo tăng trẻ để sau này trở thành những vị tăng tài có thể ngồi trên tòa giảng, giảng giải giáo lý cho các Phật tử biết đúng chính pháp để tu tập. Cho nên hòa thượng đào tạo cái lớp của tôi 10 thầy tăng thì hòa thượng bắt lên thì học giảng hết, nhưng mà cuối cùng rụng hết, chỉ có được 2-3 người lên giảng được thôi. 10 thầy tăng thì 7 thầy rụng lên giảng được vài buổi, Phật tử họ chạy hết. Có nghĩa là gì ạ? Lên ngồi trên tòa giảng đấy nhưng mà giảng Phật tử họ không nghe được, cho nên họ bỏ hết, không ai đến nghe giảng nữa. Có 2-3 người đến nghe giảng thì giảng cái gì? Thế cho nên chỉ còn khoảng độ 3-4 người là giảng được. Thì trong 3-4 người ấy, thì xong rồi 3-4 người ấy thì cứ hôm nào mà tôi lên giảng ấy, cái hội trường nó còn đầy. Còn ấy, các thầy khác lên giảng ấy, thì hội trường nó chỉ được nửa thôi. Mặc dù các thầy học giỏi hơn tôi, kiến thức hơn tôi. Cái này là cái nhân duyên. Trong nhà Phật chúng ta gọi là nhân duyên, không phải tôi giỏi hơn các thầy ấy, tôi giảng hay hơn các thầy ấy, nó là nhân duyên. Nhiều đời nhiều kiếp bằng cái gì? Bằng cái sự phát nguyện, bằng cái công đức tu hành của mình, bằng cái sự cảm hóa từ ở trong gì, trong nội tâm, trong cái trái tim, trong cái tâm của gì, của người Phật tử, người tín đồ đối với gì, với cái vị giảng sư ấy, vị pháp sư ấy, cái người thầy ấy. Không đơn giản các quý vị, nó không đơn giản đâu. Và cho nên á, ở đây chúng ta mới thấy rằng nhờ vào cái sự giáo dưỡng và sách tấn của Đức Đệ Tam Pháp Chủ và Cố Giác Linh Hòa Thượng, Thượng viên Hạ Thành là viện tổ, viện chủ của chùa Hương Tích á, và chùa thầy á, tức là ông của tôi á, vừa là thầy vừa là ông á, vừa là giáo thọ sư á. Cho nên á, ngày xưa chúng tôi thì cũng trải qua những cái ngôi chùa như thế, cũng phải mất vài năm như thế mới thay đổi được cái tư duy và cái sự cố chấp của các Phật tử và nhân dân ở trong cái ngôi chùa ấy. Ở đây bây giờ về đây tôi chưa dám làm mạnh đâu, làm mạnh sợ các cụ dỗi, các cụ lại không ra chùa nữa, cho nên cũng phải làm từ từ đấy. Tôi chưa làm mạnh đâu, tôi chưa dùng cái bàn tay sắt đâu, bây giờ đang dùng cái bàn tay gì ạ? Dùng cái bàn tay bằng cái gì? Bằng bọt biển thôi. Vẫn còn mềm mỏng lắm. Mà lúc nào tôi dùng bàn tay sắt thì bây giờ thì các cụ mà chưa hiểu đạo, mà tôi dùng bàn tay sắt cứng rắn một chút là các cụ có khi bỏ chùa hết, chả ai dám ra chùa. Cái thứ nhất. Cái thứ hai, có thể các cụ đứng lên để chống đối, bảo sư gì mà ghê thế, sư thế này thế nọ thế kia, lại phản thì phản tác dụng. Cho nên bây giờ cái giáo dục bây giờ là cứ dần dần các Phật tử hiểu, giáo hóa cho Phật tử tự hiểu ra. Từ năm ngoái đến đây tôi thấy Phật tử ở đây cũng tiến bộ rất nhiều rồi. Cái thứ nhất là biết đứng dậy chào thầy rồi này, chào các sư rồi này. Ngày xưa tôi mới về đây vẫn ngồi cứ ăn trầu này, A Di Đà Phật, vẫn cứ ngồi miệng vẫn cứ nhai trầu, A Di Đà Phật, nhưng vẫn cứ ngồi như thế. Nhưng bây giờ thì tôi thấy thầy về mà cái là tất cả đang ở dưới bếp hay là đang làm bất cứ cái gì biết chạy ra để chắp tay cung kính A Di Đà Phật, con chào cụ ạ. Đấy, hơn đó. Có học có hơn, có tu có hơn. Ngày xưa thầy về đó mà ngồi vẫn ăn trầu, tụm năm tụm ba ăn trầu với nhau, không thèm đứng dậy. Thôi may vẫn còn được câu A Di Đà Phật, nhưng mà vẫn ăn trầu, vẫn gì uống nước, vẫn ngồi nói chuyện với nhau, may cũng được một câu A Di Đà Phật. Có cụ thì nhìn thấy thầy về thì mắt cứ tròn tròn đó, nhìn cứ như là nhìn cái gì. Thì mình là phải đi ạ, lại chào cụ qua, nghe chưa? Đấy. Lại chào các cụ trước. Mặc dù mình là chủ nhà mà mình phải chào các cụ trước ấy, vì các cụ ấy nhiều tuổi hơn. Bây giờ lại không lấy thầy trò nữa mà phải lấy tuổi đời các cụ nhiều hơn. Cho nên phải kính các cụ. Các cụ ngày xưa bảo là kính lão đắc thọ mà, cho nên các cụ mà không thì không chào á. Phật tử không chào thầy thì thôi thầy chào các cụ vậy. Sao đâu? Nhưng mà bây giờ về đây thấy khác rồi. 10 cụ thì phải 9 cụ biết đứng dậy chào rồi, chứ không ngồi chào nữa. Ngày xưa tôi ngồi là A Di Đà Phật. Bây giờ thì biết chào. Dần dần. Đấy.
Chúng ta thấy khai hóa dần dần là như thế. Ở đâu cũng vậy, không phải một sớm một chiều mà Phật tử biết đạo được đâu. Chúng tôi cũng vậy, ngày xưa xuất gia vào thì phải học làm tiểu. Mà làm chú tiểu thì phải học từ A đến Z, học từ đi, đứng, nằm, ngồi, học ăn, học nói, học gói, học mở, các cụ ngày xưa nói như thế. Cho nên mới có thời gian là chú tiểu để thử thách trong chùa là như thế. Hết thời gian làm chú tiểu mới lên sư bác. Lên sư bác á, thì vẫn còn gì? Vẫn còn ở trong giai đoạn phải học hỏi. Rồi lên sư ông á, làm tân tỷ khiêu năm hạ về trước á, vẫn phải theo thầy học đạo. Vẫn còn phải gì? Phải là người học hỏi. Chứ không phải vào chùa một cái là cạo tóc một cái, thế mặc áo vàng một cái là làm thầy luôn được đâu, không có. Chưa, còn lâu. Cũng như Phật tử chúng ta cũng thế. Đến chùa quy y rồi nhưng mà chưa biết hết những cái luật lệ, những cái phép tắc oai nghi của các Phật tử. Các Phật tử đối với Phật tử như thế nào? Các Phật tử thì đối với các thầy ra sao? Nhiều thứ lắm các cụ, các Phật tử. Cho nên chúng ta cứ dần dần mà học đi. Năm nay thầy mới có 45 tuổi thôi, các cụ cứ bình tĩnh mà học. Bao giờ thầy 80 tuổi thì mới thôi nhá. Hãy cố gắng. Lúc đó thầy 80 tuổi không dạy được nữa thì lại có các đệ tử, các sư ông, các sư cô gì tiếp tục kế tiếp thầy để dạy, để giảng, hướng dẫn cho chúng ta tu. Năm nay cụ nào 70, 80 cố gắng lấy khoảng độ tầm 35, 40 năm nữa. Cố gắng. Nếu mà 80 thì 40 năm nữa là bao nhiêu? 120 đấy. Đấy, tôi không chúc các cụ 100 tuổi đâu, mà chúc các cụ 120 tuổi đấy. Nhưng mà chắc gì chúng ta đã được 120. Vô thường, vô thường nó đến bất cứ lúc nào. Cho nên thôi, còn khỏe, còn trẻ thì ráng mà tu. Tu nhân tích thiện, bỏ ác làm lành, bỏ tối theo sáng, bỏ tà theo chính, bỏ cái tâm gì u mê chấp trược để theo Phật học đạo. Đây là một cái nhân duyên rất lớn. Tôi phải nói với các vị có nằm mơ cũng không nghĩ rằng cái chùa Quất Lâm này lại trở thành một đạo tràng tu học của gì, của chúng ta. Tôi nói thật đấy, nhân dân ở nơi đây, khu vực này có nằm mơ cũng không nghĩ rằng cái chùa Quất Lâm này có thể trở thành một đạo tràng tu học như ngày hôm nay. Mà thậm chí một vài năm nữa còn nó còn phát triển nữa, có thể phát triển gì sánh như chùa Khai Nguyên cơ. Tất nhiên nó còn nhiều yếu tố. Nhưng được như ngày hôm nay, xin thưa các vị, ai mà về đây từ trước Phật Đản năm ngoái, các vị nghĩ là có nằm mơ cũng không nghĩ rằng lại có một cái đạo tràng như thế này. Vì sao? Vì cả cái chùa này này, cái đường vào thì bé tí tí, phải đi vòng ở dưới đường trước hội trường thôn đi vào. Đây không có đường đây đâu. Đây là đất của dân hết, của Hà Nội, họ mua hết, họ kinh doanh. Họ mua để họ bỏ đấy. Bao giờ mà có tiền thì họ bán. Giặc có tiền, nó đất nó sốt sốt lên thì họ mới bán. Chùa duy nhất chỉ được khoảng 400 mét, 400-500 mét đất ở mà thôi, đất chùa mà thôi. Thì trong đó xây Tam Bảo, xây nhà mẫu đã hết khoảng độ, với cái sân hết khoảng độ tầm chiếm đến 90% đất rồi, còn 10% là có từ cái ghế đá, từ cái mép kia ăn ra cái chỗ kia, nó khoảng hết cái nhà mà tôi ngồi lúc sáng đó. Đi ra vẹo ra khoảng độ tầm 5 mét nữa. Trong này nó có khoảng 3 mét, vẹo ra đấy khoảng 5 mét. Đi hết cái đầu sân cũ kia, tới cái nhà, cái chỗ viết sớ, hết. Đó. Thậm chí chỗ vệ sinh không có mà. Xin lỗi các vị, chỗ làm vệ sinh không có đất luôn. Tôi về đây, mà tôi phải đi lên nhà Phật tử ở cách đây khoảng 2 cây số để đi tắm nhờ và đi vệ sinh nhờ. Đấy, tôi phải lên tận nhà Phật tử khoảng 2 cây số để đi tắm nhờ. Xong đây, Phật tử cho xe đón lên đấy, xong rồi tắm xong rồi, xong mới về đây, còn không có chỗ đi vệ sinh. Cái chỗ vệ sinh của các cụ ấy làm lên thì xấu hổ quá, mình không dám đi, ngại quá. Mà ngay giữa cửa ra vào luôn, sư cứ đi ra đi vào đấy thì ngại quá, cho nên đi lên tận nhà các Phật tử. Còn về ở đây quanh quanh nhà dân ở đây thì mình chưa quen biết, nước nhà dân cũng không có, cho nên không sang để tắm nhờ được. Về nhà họ không có nước mà tắm, mà mùa khô nó khu này là cạn hết nước, không có nước để ăn. Dân mà không có nước để ăn phải đi xin, đi mua ở ngoài kia hoặc đi xin để mang về để ăn, thì mình là sao mà lại đi sang để tắm nhờ người ta được. Vất như thế, nước không có. Dân quanh đây mấy nhà trên đỉnh đồi đây, là trên cái gò này, mùa khô không có nước mà
Đấy, vất vả như thế. Cho nên phải đi xa, 2 cây số để tắm nhờ. Xong về nghĩ là mình không thể đi tắm nhờ hay đi vệ sinh nhờ mãi được, cho nên là làm cái nhà vệ sinh lên góc đây này, chỗ cái cây, cây đấy, ngay chỗ cái gốc cây này. Đó, từ cái bờ tường của cái phòng kia ra khoảng độ tầm 3 mét. Bảo các cụ, tất cả các cụ ra hôm trước, hôm sau, 2-3 hôm sau đã làm cái khu vệ sinh. Ta nghĩ trong bụng làm đến đấy, để ngay bên cạnh cái chỗ thờ Phật như thế. Đất có đâu, có tí và có khoảng 500-600 mét vuông thì tất cả có thế thôi. Xây hết khoảng 500-600 mét thì xây hết khoảng 570 mét rồi, còn 30 mét đấy thôi, làm gì thì làm. Phạm vi chỉ có thế thôi, ban ngoài là dân là xây tường bao kín mít hết rồi. Tất cả chỗ chúng ta đây, họ xây tường bao ở hết. Cho nên cũng may là gì, các Phật tử kể cả những gia đình ở dưới Hà Nội họ rất có tâm. Bình thường trước đây nhiều người hỏi mua hỏi bán, họ chưa được giá họ không bán đâu, họ giữ lại đấy. Nhưng mà thầy đặt vấn đề một cái, nhiều người là lúc đầu là đặt vấn đề là họ không cho số điện thoại đâu, không cho. Nhưng mà xin mãi nói mãi là thôi, cái nhà chùa làm phúc cho dân, khôi phục là cái chùa, mở rộng chùa làm phúc cho dân, làm chỗ tu tập cho mọi người chứ không phải là kinh doanh buôn bán gì. Cho nên họ mới tin, dần dần nói mãi họ mới tin, họ đưa số điện thoại để gọi. Gọi lúc đầu là gì, họ còn không nghe cơ. Cái ông chủ đất nó không nghe, nó cứ tắt ngỏm đi, nó không nghe. Sau rồi mình nói lên quan điểm thì nó bảo để tôi suy nghĩ đã. Xong cuối cùng tôi phải đến tận xuống dưới Hà Nội á, xin địa chỉ xuống dưới tận dưới Hà Nội, đến nhà của họ trình bày thì họ mới cảm động, họ mới quyết cho đấy. Ở trên này thì các cụ cứ làm nhà vệ sinh, tôi thì đi xuống, nhưng trước khi đi tôi bảo là thôi các cụ làm thì làm cứ từ từ, nếu mà nghe thầy gọi lên là họ đồng ý rồi thì đừng không xây nhà vệ sinh nữa. Đó. Thế xuống tận nơi họ thấy mình đến tận nơi mình nói trình bày thì họ cũng là dân tri thức. Đó. Các vị tiến sĩ về luật cả, các luật sư, các luật gia cả, cho những người mà họ có kiến thức, có địa vị trong xã hội, họ là có tiền nữa. Nhưng bây giờ thì mình đến tận nhà họ trình bày, họ thấy hoan hỉ và họ để nhượng lại cho ngay. Họ cũng không lấy lãi lấy lời gì cả, họ lấy cái nhà đằng trước của cái ông luật sư, ông lấy y như thế luôn, thậm chí họ còn phải chịu lỗ, cắt lỗ một tí. À, thôi bà để cho nhà chùa cắt lỗ một tí được. À, cho nên về thì họ đồng ý một cái là bảo các Phật tử là họ đồng ý rồi, đã có tiền đâu. À, đồng ý rồi mình đi mua đất, nhưng mà trong túi chả có một đồng nào cả là đi mua đất. Đấy, cái đấy là gì? Cái đấy là phải nhờ Phật Bồ Tát gia trì đấy. Chứ còn có tôi thì vô phương cứu chữa. À, đi xem đất thì vì sao mà không có tiền mà vẫn đi mua đất? Vì lên nó thấy khổ. Phật, một Phật tử ở dưới Hà Nội lên thấy thì thầy về đây, thầy đi một mình thì không cho ai đi theo. À, có một bác đi thị giả thôi, không cho các sư đi theo đông. Cho nên Phật tử lên thấy ô, thầy đang ở Khai Nguyên rộng rãi như thế, thầy về đây khổ cực như vậy, nhà vệ sinh không có, nhà tắm cũng không, phải đi tắm nhờ, thấy thương quá. Cho nên hỏi là bây giờ đất cát ở đây thế nào, mình bảo cũng chưa biết được, đang bảo cái nhà kia để cho đi xuống xem. Thế Phật tử bảo thầy cứ đi xem thế nào, có gì gọi cho con. Thế là họ đồng ý một cái, thế là gọi cho Phật tử. Phật tử bảo thôi được rồi, nếu thế thì thầy cứ lấy đi, cứ làm việc với họ để con chuyển tiền cho họ luôn. Đấy. Các vị thấy có ai đi mua đất trong túi không có đồng nào? Mà trong túi không có đồng nào, trong két không có đồng nào, mà tài khoản cũng chẳng có đồng nào, vậy mà dám đi mua đất. Liều lắm. À, không phải là liều, mà đây là gì? Cái tâm vì muốn gì? Khôi phục và phát triển cái ngôi chùa này thành một cái đạo tràng tu tập cho đại chúng, đặc biệt là bà con dân tộc. Bà con dân tộc, các vị biết rằng có thể về vật chất họ cũng không kém gì chúng ta mấy, nhưng về cái văn hóa, về cái đặc biệt là văn hóa của Phật giáo, tức là mình nói là đạo Phật đó, họ rất ít được tiếp cận. Mà nếu có được tiếp cận đi chăng nữa thì nó cũng phải tiếp cận với Phật giáo trong cái, như là cái vấn đề gì, dân gian với Phật giáo mà thôi. Tức là Phật giáo tín ngưỡng, Phật giáo phục vụ tín ngưỡng, Phật giáo thì cầu cúng, Phật giáo lễ bái. Phật giáo cầu cúng và lễ bái mà thôi, chứ không phải là Phật giáo gì tu hành để được giải thoát. Đó.
Cho nên bằng cái tâm nguyện là muốn làm sao đó cho các Phật tử, đặc biệt là bà con nơi vùng sâu vùng xa, nơi dân tộc cũng là nơi quê hương của tôi. Bây giờ tôi mới nghĩ rằng không phải là ngẫu nhiên tự nhiên tôi lại sinh vào nơi dân tộc đâu các quý vị ạ. Không phải ngẫu nhiên đâu. Theo như nhà Phật thì gọi là gì? Phật phân ngôi bổ xứ hết, sắp xếp chỗ hết trước. Muốn độ được cái người dân tộc thì mình phải gì ạ? Phải là dân tộc. Chứ bây giờ một cái ông thầy mà ở ngoài kinh vào đây, ở ngoài gì, ngoài xuôi vào đây giáo hóa độ sinh khó lắm. Cái thứ nhất không biết văn hóa của người bản địa. Cái thứ hai họ phát sóng hai một cái là tịt luôn. Họ mà tức lên họ gì? Họ tức lên họ gì? Bố nó chứ. Em là rằng làm mấy con mấy thuế mà nó điện đi là nói là thấy là nói ráy mết rồi. Thế là gì? Cái gì không? Bố nó chứ. Nó có mấy tuổi đầu mà nó đến đây gì? Nó đòi dạy khôn mình. Đấy, kiểu đấy, 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 kiểu thế. Họ tức một cái phát sóng hai một cái gì? Mấy ông thầy ở dưới xuôi là gì? Bó tay luôn. Còn với tôi phát sóng hai gì? Tôi cũng bắt được. Phát sóng ba tôi cũng bắt được. Phát cái tần số nào gì? Tôi cũng bắt được. Cho nên có tức đến đâu cũng gì? Cũng chỉ A-di-đà Phật mà thôi. Đấy. Cho nên cái này là cái khéo à. Phật Pháp chúng ta thấy gì? Có cái sự vi diệu mầu nhiệm như thế. Cho nên chúng tôi mới nói rằng biết đâu có thể Phật phân ngôi bổ xứ. Nếu không cho tôi vào sinh vào cái nơi vùng sâu, vùng xa, cái vùng dân tộc như thế này thì độ người dân tộc rất là khó. Cho nên bây giờ tôi đi đến đâu mà có người dân tộc họ rất là mến. Tôi lên Lào Cai, tôi lên Hòa Bình. Tôi lên Hòa Bình thì mấy bác ở trên lãnh đạo Hòa Bình, bác bí thư tỉnh ủy cũng là gì? Là người dân tộc họ Bùi. Cũng họ Bùi, cũng họ của tôi luôn. Họ của nhà tôi luôn, cũng cùng như vậy, cũng họ Bùi luôn. Cái bác phó chủ tịch cũng là cái họ gì? Họ Bùi luôn. Mà đại đa số cái người gì? Người lãnh đạo ở trên huyện Lương Sơn này và ở trên Hòa Bình á, đại đa số là dân tộc. Vì cái tỉnh Hòa Bình này dân tộc Mường là dân tộc, các dân tộc chiếm đến trên 70% mà. Thì khi đó trong các dân tộc thì dân tộc Mường là chiếm nhiều nhất. Cho nên về trên này mà cái khi nói mà cái nói là tôi cùng người dân tộc một cái các bác gì khoái ngay, bắt sóng ngay, cùng tần số ngay, cho nên kháp vào ngay, dễ hành đạo dễ. Vừa qua lên trên Lào Cai đi làm Phật sự trên đó với Hòa Thượng Thích Thanh Điện, thì lên mấy bác ở lãnh đạo trung ương, các bác công tác trên đó giới thiệu thầy Đạo Thịnh này, thầy có tâm lắm, thầy là người dân tộc, thầy là người dân tộc xuất gia đầu tiên trong thì giáo hội Phật giáo Việt Nam các tỉnh phía Bắc. Mấy bác cán bộ trên đó bắt chân bắt tay mừng quá, bảo tôi cũng là người dân tộc. Thế mới hay đấy, chúng ta thấy không? Đó lên đó là gì? Gặp ngay bác phó bí thư thường trực, lại là cái người gì? Người dân tộc Hòa Bình của người dân tộc của tỉnh Hòa Bình. Chúng ta lên đó là phó bí thư thường trực tỉnh ủy, lại rất có tâm với Phật, lại bảo là người Hòa Bình nữa, thì bác lại bảo ôi trời đồng hương rồi. Đấy, chúng ta thấy không? Dễ mà. Các cụ ngày xưa nói là gì? Nhất thân nhì quen, đúng không? Thì bây giờ thì dù sao đi chăng nữa, người dân tộc nhà mình đi xa quê bây giờ gặp nhau làm việc rất dễ. Hôm qua tôi nghe cái một cụ ông ở đây, cụ nói là hôm qua vừa mấy bữa trước vừa đi dự cái lễ gọi là thành lập cái dòng họ của cụ ấy. Và cụ nói là có cái dòng họ Bùi ấy, vừa rồi ấy, cũng có cái dòng họ Bùi ở Hòa Bình ấy, cũng thành lập đó, mà có mấy ông là to lắm. Rồi mấy cả ông tướng trong quân đội, tướng của công an, rồi cán bộ trong các bộ ngành nhà nước, các nhà khoa học về trên tỉnh Hòa Bình để làm cái ngày họp họ, cái họp họ Bùi. Thế tôi thấy hay quá. Rồi có cả mấy ông ở các tập đoàn lớn, như bây giờ các ông
đang làm phó chủ tịch hội đồng quản trị tổng giám đốc FPT ấy, cũng là người họ Bùi. Thế tôi bảo là mà cũng có rất nhiều ông nữa, ông trưởng, ông vụ trưởng vụ Phật giáo ban tôn giáo chính phủ vừa qua nhận họ rồi. Khi biết mình cùng họ Bùi mà cái ông rất hoan hỉ và giúp đỡ tận tình luôn. Đó là những cái gì, nhiều những cái rất là hay. Cho nên tôi bảo tới đây tôi phải đi lên Hòa Bình, tôi phải kết nối và xin vào gì ạ, ở trong cái gì, cái ngày nào họp họ các ông alo cho tôi một câu để về cùng họp họ. Không phải là mình kết cái tình gì ạ, cái tình thế gian nữa, nhưng mà mình lấy cái phương tiện ấy để giúp đỡ cho họ biết tới Phật Pháp, giúp đỡ cho họ biết tới Phật Pháp. Rồi một hôm nào đó, một năm nào đó tôi mời về tại Khai Nguyên để họp hoặc cái họ Bùi của gì của cả nước á, thì các quý vị biết rằng á, họ sẽ gì, nâng cái vị thế, cái mối quan hệ của cả cái dòng họ cho cả nước này như thế nào. Mà lúc đó thì mình hướng cho họ tu tập thì rất là dễ. Hay đấy. Cho nên hôm qua tự nhiên tôi lại nghĩ ra là hay, rất hay, cái sự kết nối rất là hay. Cho nên sinh vào cái nơi dân tộc á, cũng đừng có nghĩ rằng là mình hoàn toàn là mất đi tất cả các cơ hội như những người gì, những người ở dưới xuôi, những người sinh nơi phồn hoa đô thị. Cho nên các Phật tử ở dân tộc ở đây cứ hoan hỉ đi, mình cũng có đầy đủ cái gì ạ, cái phúc phần giải thoát như là các Phật tử ở dưới xuôi, không có khác. Đừng có nghĩ là mình là người dân tộc, mình ít chữ, mình không được giải thoát. Không sao, thầy là người dân tộc đây, không có chữ mấy nhưng mà vẫn gì ạ, vẫn có nghĩa là được. Chữ có thể không có nhưng mà nghĩa có là được, khí có là được. Chữ có thể ít nhưng mà nghĩa khí thì phải nhiều. Cho nên các bà con nhân dân Phật tử quanh quanh đây đại đa số là gì, là người dân tộc. Thì các cụ, các Phật tử chúng ta phải biết rằng đây cũng là một cái gì, là cái niềm vinh dự. Đây là một cái nhân duyên lớn với chúng ta, để cho gì, chúng ta tu tập cho nó tốt, tu tập cho nó tốt. Bỏ cái lỡ cái nhân duyên này, cái duyên lành này thì không biết bao giờ chúng ta lại gặp Phật Pháp và lại được tu hành nữa. Cho nên Thầy đã về tận đây rồi, Thầy về tận đây rồi thì các Phật tử phải biết rằng cái thứ nhất là một phần là vì quê hương, mà cái phần quan trọng nhất đối với người đệ tử Phật đó, đó là hoằng pháp, giáo hóa và độ sinh, noi theo gì, lời dạy của Đức Sư Tử Phân Tấn Cù Túc Vạn Hạnh, Như Lai dạy Bồ Tát Địa Tạng này á. Muốn được thân tướng trang nghiêm, tức muốn được thành Phật như là Phật á, thì phải trải qua gì, vô lượng kiếp rất là lâu xa, để mà tế độ cho gì, cho vô lượng vô biên các loại chúng sinh đều dứt trừ được hết thảy khổ não và được giải thoát. Đó. Cho nên cái trách nhiệm của Thầy về đây là phải khiến cho các Phật tử chúng ta là phải gì, là phải hiểu Phật Pháp, tu tập theo chính đạo, bỏ ác làm lành, lãnh giữ hành thiện đúng như lời Phật dạy. Và các Phật tử chúng ta nhờ với công đức bỏ ác làm lành, lãnh giữ hành thiện, tu tập theo chính đạo đó mà được giải thoát, tức là gì, tức là các vị cũng một phần đang giúp cho Thầy bước từng bước gần tới cái ngôi vị thành Phật nhanh hơn. Còn các vị mà không nghe Thầy giảng, không tu tập theo Thầy giảng á, chống trái lại, chống đối lại á, thậm chí là tạo thành những cái làn sóng là chống đối và không thèm tu, cứ muốn là cái ngôi chùa của chúng tôi như ngày xưa là mùng một ngày rằm chúng tôi ra là gì, được mọi quyền sinh quyền sát trong tay hết, bây giờ là sư chiếm hết quyền rồi, chúng tôi chả còn quyền gì nữa, thì đấy là hỏng rồi. Đó. Bây giờ nhiều chùa bây giờ lại nổi lên cái kiểu như thế. Các Phật tử và nhân dân là muốn nổi lên, thấy ngày xưa chùa nghèo cảnh khó thì không, thì có khi mùng một ngày rằm ra mở cửa thôi. Bây giờ đời sống nhân dân cơm no ấm nhờ Đảng, Nhà nước, Chính phủ, mà nhân dân được cơm no ấm, chùa chiền cũng theo đó phát triển. Các tín đồ, bà con nhân dân, tín đồ Phật tử đi lễ thì ngoài bát gạo ra còn có vài đồng. Tháng có khi trong cái hòm công đức cũng được 500, 1 triệu, 2, 3 triệu. Cho nên là nghĩ là muốn là gì, muốn chiếm cái quyền để cầm cái chìa khóa để tiêu cái đồng tiền ấy. Cho nên một số chùa là nổi lên gì, là đuổi sư. Tội lỗi vô cùng các quý vị. Tất nhiên
Nếu mà sư không ra gì thì cũng nên họp dân để lại để mà gì mà góp ý cho sư. Một lần, hai lần, ba lần nếu mà không thay đổi thì có ý kiến lên làm cái đơn, có ý kiến lên trên ban trị sự Phật giáo huyện, ban trị sự Phật giáo tỉnh hay thành phố, nhờ gì họ giải quyết. Còn họ không giải quyết thì lúc đó chúng ta mới đưa nhau ra pháp luật. Chứ đừng có vội vội vàng vàng gì mà lập bè kéo cánh mà vì cái hòm công đức 5-3 triệu bạc á mà đuổi sư. Vì vài cái triệu bạc là tội lỗi vô cùng. Đó. Tôi nghĩ là chắc là ở đây thì chắc tôi nghĩ các Phật tử chắc không đủ gan để làm cái việc ấy. Đó. Nhưng với còn tôi ở đây thì chắc chắn là cái điều đấy chắc là không. Đó. Nhưng đến đời sau này á thì cũng không nên làm những cái việc như thế. Cho nên ở đây chúng ta mới thấy rằng cái trách nhiệm của chúng tôi bây giờ á, về đây là để đem Phật Pháp giáo hóa, dạy bảo cho các Phật tử chúng ta, cho thiện nam tín nữ chúng ta biết được đường lối để mà tu tập. Các vị mà được giải thoát, được giác ngộ thì đó cũng là các vị đang giúp cho chúng tôi á, hoàn thiện được cái hạnh nguyện của mình như lời Đức Phật dạy ở trong kinh này. Cho nên ở đây đoạn văn kinh này Đức Phật mới bảo là này Văn Thù Sư Lợi, thế đây là lời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni bảo với Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi á: con ông trưởng giả vừa nghe xong rồi liền phát nguyện rằng, con ông trưởng giả tức là tiền thân của Bồ Tát Địa Tạng đó, nguyện từ nay, con nguyện từ nay trở đi cho đến mãi mãi về sau. Chúng ta nhớ nhé, nguyện từ nay trở đi tức là từ khi nghe Đức Sư Tử Phấn Tất Cụ Thúc Vạn Hạnh Như Lai á nói thì con ông trưởng giả kia liền phát đại nguyện rằng, con nguyện từ nay trở đi cho đến mãi mãi về sau. Chúng ta nhớ câu gì? Mãi mãi về sau. Tức là có sự gián đoạn không? Không có sự gián đoạn. Mãi mãi về sau tức là không biết đến bao giờ. Đó. Bao giờ còn chúng sinh thì nguyện của Địa Tạng Vương Bồ Tát thì vẫn còn. Bao giờ chúng sinh chưa độ hết, nguyện của Địa Tạng Vương Bồ Tát chưa hết. Bao giờ trong địa ngục vẫn còn chúng sinh khổ thì Bồ Tát Địa Tạng nguyện vẫn chưa gì chưa thành Phật. Cho nên ở đây chúng ta mới thấy rằng cái lời phát đại nguyện của con ông trưởng giả kia nói rằng, con nguyện từ nay cho đến mãi mãi về sau, đời đời kiếp kiếp xin vì hết thảy chúng sinh đang chịu tội khổ trong 6 đường mà dùng các phương tiện khuyên răn dạy bảo khiến cho chúng đó đều được giải thoát, thì bản thân con mới tự chứng được vô thượng Bồ Đề. Đó. Nguyện rằng đời đời kiếp kiếp xin về hết thảy chúng sinh đang chịu khổ ở trong 6 đường. Đó. Chúng ta nói là có 3 đường khổ, tại sao là bây giờ đây là nói 6 đường khổ đấy? Đó. Chúng ta nói có 3 đường ác đạo, 3 đường khổ, tại sao trong kinh này lại nói 6 đường khổ? 3 đường ác đạo là địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, chúng sinh khổ đã đành rồi. Nay lại nói 6 đường khổ, tức là thêm 3 đường nữa. 3 đường khổ là đường nào? Đường khổ tiếp theo ban trên gì? Súc sinh đó là Atula. Trời người Atula, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh mà. Atula có khổ không? Có khổ. Atula cũng có sinh tử như chúng ta này. Tức là có sống, có sinh ra, có lớn lên, có già và có chết như chúng ta này. Atula tuy là phần lớn ở trong thế giới vô hình, nhưng cũng có sinh, già, bệnh, chết. Chúng ta không nhìn thấy cái sinh thân của họ, nhưng thực tế họ vẫn tồn tại cái sinh thân ở trong thế giới của họ. Trong cái thế giới vô hình của họ vẫn có sinh thân. Cho nên cõi dục giới này, tức là từ cõi trời tha hóa tự tại thiên, cõi trời cao nhất của dục giới thiên đó, trở xuống cho đến tứ thiên vương, chúng ta đây vẫn có gì? Vẫn có thân. Nhưng thân ấy không dùng con mắt thường để thấy được, mà phải dùng bằng thiên nhãn, dùng bằng con mắt gì? Con mắt tuệ của Phật, của Bồ Tát thì mới thấy được. Đó. Cho nên ở đây chúng ta mới thấy rằng con ông trưởng giả cái phát nguyện này, độ cho cả những chúng sinh khổ đau ở trong khắp trong 6 đường. À. Thì đường thứ tư ngoài 3 đường khổ địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh ra, còn đường thứ tư là Atula. Đường thứ năm là chính là gì? Cõi người chúng ta đó. Cõi người chúng ta có khổ không? Hả?
Thế có người có khổ không? Sáng nay có mấy người đến khóc sụt sùi với thầy, ngay sáng nay vừa ngồi một chút rồi mấy người bảo khóc rồi, nào bảo là con nhà con thì bỏ chồng chết, con bỏ đi, con phải ở một mình khổ. Có người thì nói rằng con của con nó suốt ngày nó cờ bạc, nó rượu chè, nó cá độ, con không thể dạy được, vui hay khổ? Cũng khổ đó. Thế có người bảo rằng á, ông chồng của con yêu thương con hết mực, nhưng vừa qua không gì à, tự nhiên mà ông gì ông trúng gió, ông gì ông chết ngoẻo, chỉ có mấy tiếng đồng hồ thôi ông chết ngoẻo đi, có khổ không? Khổ đấy. Yêu thương mà phải chia lìa, âm dương cách biệt là khổ. Oán ghét sinh được cái đứa con mà nó suốt ngày cờ bạc rượu chè cá độ bóng đá ham mê điện tử, nó chẳng đi làm cái gì, bảo nó không nghe, cơm phải thổi cho nó ăn, áo phải giặt cho, thậm chí thì nó tắm xong phải giặt cả quần áo cho nó nữa, khổ không? Khổ. Oán ghét mà phải sum họp với nhau, chung sống với nhau là khổ. Xin lỗi các vị, cái con mẹ hàng xóm nó to mồm, nó già mồm, nó suốt ngày là gì ạ, nó chỉnh chọe với nhà mình à. Nhưng mình không thể nào một sớm một chiều mà bảo tao không thích ở gần mày, nó chuyển nhà đi chỗ khác ở, vì không có tiền mà chuyển. Muốn nó chuyển nó chẳng chuyển cho, đi ra đi vào gặp nhau. Con gà nhà mình chạy sang nhà nó gì, nó ném chết thì nó thịt nó ăn, mình chả làm được gì nó, vì thằng con nhà nó ghê quá, nó vác dao nó, mày mà nói cái gì tôi chém chết mày à. Khổ không? Khổ. Cho nên chúng ta thấy đó gọi là gì? Oán ghét mà phải sum họp chung sống với nhau hoặc gần nhau là khổ. Rồi chưa hết, năm ấm tức là thân thể của mình á, ăn nhiều cũng khổ các quý vị ạ, mà thiếu ăn cũng khổ, thiếu mặc cũng khổ, mà thừa ăn thừa mặc cũng khổ. Ấy, tôi nói ngay bây giờ thôi, thời tiết hôm nay mùa này nó là mùa đầu mùa thu rồi còn đỡ, những khóa tu trước ấy mà nó vào đầu mùa hè hoặc giữa mùa hè ấy, lên vào trong hội trường á, vào khóa tu thì bắt mặc áo dài, nó mặc áo me ô rồi, áo ngoài rồi thì lại thêm một cái áo dài nữa, nóng thế này ở nhà tổ bố ra mà chỉ có mặc một cái gì, có mặc một cái áo me ô thôi, mà đến chùa mà thì thầy bắt thì áo trong rồi áo giữa rồi, bây giờ lại mặc áo ngoài ra ngoài nó nóng thế này, khổ. Khổ không? Khổ. Các thầy cũng khổ mà, các vị biết không, 3-4-5 tầng áo như thế này mà thậm chí là nóng lắm, nhưng mà lên tòa giảng thì không thể mặc cái áo me ô áo cộc, không phải mặc cái bộ quần áo cộc bình thường như đi làm công quả đi chấp tác được. Cho nên phải gì ạ? Phải cả xa áo thùng, áo trong áo ngoài 4-5 tầng áo, nhưng vẫn phải gì ạ? Uy nghi phép tắc Phật dạy như thế, tổ dạy như thế, tổ truyền như thế, không thể bỏ phép Phật, phép tổ được. Cho nên nóng lắm vẫn phải gì khoác lên trên mình 4-5 lớp vải, nóng 38-40 độ vẫn phải khoác lên mình 4-5 lớp vải. Khổ không? Khổ. Nhưng có kêu không? Không dám kêu, vì làm kêu làm sao thì lại trái với lời Phật lời tổ. Cho nên nó khổ cũng ráng mà, ráng mà chịu vậy. Chúng ta cũng thế, nóng cũng đã đi nghe pháp đi tu hành gì đó, rồi bắt đầu tôi từ khóa tu sau thì cũng ráng mua lại cái áo dài, mà cái áo dài vào đâu nó có hơn 100.000 thôi. Nếu không có Phật tử nào mà nghèo có không đủ tiền mua cái áo dài á, thì lập cái danh sách lên, thôi thầy gì thầy phát tâm hết nha. Bắt đầu từ khóa tu tháng sau trở đi, thầy muốn nhìn thấy tất cả các Phật tử chúng ta phải mặc áo dài, kể cả gì các thiện nam tín nữ đến cũng nên có áo dài. Mà ở chùa đây, tới đây cô Nhật phải chuẩn bị khoảng độ tầm vài chục cái áo dài, hoặc là gì 100 cái áo dài để sẵn đó đấy, hết khóa tu lại giặt đi. Trong các Phật tử, đặc biệt các bạn trẻ trẻ đến còn ngại á, cho mặc áo dài và lên ngồi nghe giảng và lên tu, nó mới trang nghiêm. Chúng ta học phải tu, nó dần dần nó phải trang nghiêm lên. Đó. Phật tử nào mà chúng ta hay đi chùa hay đi dự khóa tu á, thì thỉnh được cái áo dài thì một mình ta mặc, nó không lẫn mồ hôi của người khác thì là tốt nhất. Nhưng còn nếu mặc cái áo chùa mà để đại chúng có cái tháng này người này mặc, tháng sau là người kia mặc, tất nhiên là giặt đi rồi, những cái mùi mồ hôi gì nó cũng khác nhau, cũng tùy theo. Đó. Còn thì nếu mà muốn một mình một cái, không đủ tiền mà mua, cái lập cái danh sách lên, thầy sẽ cúng dường các vị mỗi người cái áo dài để các vị mặc để lên tu.
cho nó trang nghiêm đạo tràng. Đó, cho trang nghiêm đạo tràng. Không sao. Ngoài là thầy cúng dường như thầy có cái gì đâu, lại đi vận động các Phật tử lấy chỗ gì ạ? Chỗ cao cào chỗ thấp có gì đâu. Lại đi hô hét các Phật tử, hò hét các Phật tử, vận động các Phật tử lại thì phát tâm thôi, có sao đâu. Đó, lấy chỗ cao cào chỗ thấp. Những Phật tử mà ở thành thị có đồng lương hay có điều kiện, phát tâm cho các Phật tử, các huynh đệ của mình một chiếc áo dài đâu 150,000-200,000 làm gì mà không được. Nhưng mà nếu mà cho thẳng nó thèo ngại, cho nên nếu mà không có thì thầy đứng lên hô hào tập trung một cái là xong hết, kể cả 1,000 cái áo cũng có, thế đừng nói là vài trăm cái, cho nên yên tâm. Đó. Thầy muốn là từ khóa tu lần sau trở đi là Phật tử chúng ta đều phải mặc áo dài. Để mặc áo dài đi tu, mỗi người có cái áo dài trang nghiêm, dần dần phải trang nghiêm lên. Đấy, cho nên ở đây á, mới nói gì, Địa Tạng Vương Bồ Tát Ngài độ cho 6 đường khổ. Đường thứ 5 là gì? Con người chúng ta, con người chúng ta khổ, cũng khổ. Quái trời chúng ta bảo gì? Vui nhiều, không những vui nhiều khổ ít thôi, chứ không phải là thuần vui nhé. Quái trời vẫn có những nỗi khổ, cái trời vẫn có những cái khổ. Quái trời, quái trời có thể không thiếu thốn về tiền tài của cải vật chất, nhưng đôi khi họ khổ ở trong cái sâu thẳm, ở trong gì, trong cái ý nghĩ và cái ước mơ của họ. Họ cũng khổ vì nhìn thấy vị chư thiên kia thì gì, thì quang minh rực rỡ, công đức vòi vọi, còn mình cũng là chư thiên, nhưng mà gì, quang minh công đức thì gì, thì ít, rất khổ. Cũng giống như bây giờ vậy, chúng ta cũng làm người, nhưng mà người thì giàu sang phú quý, còn mình thì nghèo cùng mạt vận, có khổ không? Khổ. Chư thiên cũng vẫn có những nỗi khổ đấy các quý vị ạ, chứ không phải được sinh lên cõi trời là gì, đồng phúc như nhau hết đâu. Trong cõi trời tứ thiên vương cũng có những người gì, những người bậc thượng của tứ thiên vương, những người bậc trung của tứ thiên vương, và người bậc gì, bậc hạ của tứ thiên vương. Trong cõi đao lợi thiên cũng vậy, có những người phúc bậc thượng, có chư thiên phúc bậc thượng, có chư thiên phúc bậc trung, và có chư thiên phúc bậc gì, bậc hạ, không đồng nhau. Kể cả lên cõi trời cao nhất là cõi trời phi tưởng, phi tưởng xứ cũng như vậy, cũng có gì, chúng chư thiên ở trên đó cũng chia thành gì, nhiều bậc khác nhau. Duy chỉ có Tây Phương Cực Lạc, nếu về hạ phẩm hạ sinh thì đồng bậc như nhau, về hạ phẩm trung sinh thì đồng bậc như nhau, về hạ phẩm thượng sinh thì đồng bậc như nhau, ở phẩm nào thì đồng bậc với phẩm ấy. Cho nên có cái sự bình đẳng, có cái sự đồng đều về phúc báo như vậy, về nơi đó tu tập rất là dễ. Cho nên Phật Thích Ca Mâu Ni mới khuyên chúng ta gì, nên vãng sinh về đó. Nay chúng tôi mở đạo tràng như thế này, hướng chúng ta tu tập như thế này, cũng không ngoài việc đó, hướng dẫn cho chúng ta để tụng kinh Địa Tạng như cầu sinh Tây Phương. Học kinh Địa Tạng, tụng kinh Địa Tạng để tri ân báo ân với ông bà cha mẹ tổ tiên nhiều đời nhiều kiếp và hiện đời hiện kiếp, để sám trừ tội chướng, tăng trưởng thiện căn, bỏ ác làm lành, lãnh giữ hành thiện, tin sâu nhân quả, biết được Tây Phương. Các vị cứ tu dưới này dần dần đi, xong dần dần mà sau này một vài năm nữa, các vị muốn chuyên tu thì đi lên Tản Viên. Bây giờ đã bắt đầu từ tháng trước rồi, tháng này tới đây là tháng thứ 2. Cho chuyên tu ở trên đó, lên đó là không điện thoại di động, không liên hệ với gia đình. Trong suốt cả 3 ngày ấy, tất cả gì ạ, đều buông xuống hết. Mọi sự, mọi việc ở thế gian nhấn đến việc của gia đình nhà mình ấy, cũng gì, cũng buông xuống hết. Học hai chữ gì? Buông xuống. Lên ở nơi đó ngày xưa gọi là đất thánh, gọi là địa linh, nơi địa linh của gì? Mảnh đất của Đức Thánh Tản Viên. Nhưng bây giờ tôi tìm hiểu ra qua các gì, nghiên cứu sử học á, bây giờ mới thấy gì? Đức Thánh Tản hóa ra ngài là người Mường Thanh Sơn, người Mường bên Thanh Sơn Phú Thọ, bên Phú Thọ thì cũng có người Mường, người Mường Thanh Sơn và người Mường Minh Quang,
hết theo cái dải núi Ba Vì này, ngày xưa đi vào tới tận Thanh Hóa, phần lớn đều là gì? Người dân tộc Mường. Mà dân tộc Mường thì có thường thường ngày xưa là có họ gì? Họ Đinh, họ Bạch, họ Quách và họ Bùi. Bốn cái họ đó là chính: Đinh, Bạch, Quách, Bùi. Hóa ra tìm hiểu ra thì cụ là cũng là người gì? Người Mường. Cho nên tôi không hiểu là tại làm sao mà tự nhiên mà một cái nơi địa linh như vậy, sinh khí như thế, gọi là tổ sơn của cả nước, tự nhiên mình lại lên đó, cái nhân duyên dắt dìu thế nào mình lại lên lại xây được cái chùa trên đó. Mà trong khi đó Phật giáo đã du nhập vào Việt Nam hơn 2.000 năm nay rồi. Mảnh đất thiêng Hương Tích có, mảnh đất thiêng Yên Tử có, mảnh đất thiêng ở bên Quốc Mẫu, Quốc Tổ bên Đền Hùng có, rồi mảnh đất thiêng ở trên Tam Đảo có, mảnh đất thiêng ở trên gì Sapa có, cũng có chùa. Thì tất cả những cái mảnh đất gọi là thiêng của gì Việt Nam chúng ta đều có chùa, duy nhất chỉ có trên gì? Tản Viên chưa có chùa. Có một cái chùa bé bé dân họ làm lên đó để gọi là thờ vọng thôi, chứ chưa bao giờ có sư, chưa một vị sư nào từ khi Phật giáo du nhập trên 2.000 năm nay vào Việt Nam, chưa một vị sư nào đến đó trụ trì và hoằng pháp trước tôi cả. Thế là nhân duyên, các cụ ngày xưa nói là ví như là mèo mù vớ được cái rán ấy. Đấy. Mình thì kém phúc kém duyên, tự nhiên học xong một cái tò lên đấy một cái, lên đó thì nhân dân tín đồ Phật tử hoan hỉ ngay. Mà ngày xưa trước tôi thì có mấy thầy ở dưới Hà Nội lên khoe là có bao nhiêu tỷ mang lên để xây chùa để các thứ, nhưng Phật tử họ không nghe, chính quyền và nhân dân cũng không nghe. Tôi về tôi bảo là tôi không có tiền, tôi chỉ có gì, trái tim, tôi chỉ có cái tâm thôi. Và tôi nói thật là tôi lên đây nhận chùa tôi chỉ có 250.000 thôi. Tôi nói thẳng với các bác lãnh đạo xã rồi, tôi chỉ có 250.000, trưa nay mời các bác đi xuống ăn cơm chay. Muốn xuống cái quán ăn cơm chay, nhưng mà quán nó không nấu cơm chay, cho nên có 250.000. Vào đó thì 3-4 bác xã đưa tôi lên để thăm cái chống phát cây phát rừng, đưa lên đó thăm. Thì xuống làm một mâm cơm, hết đúng 250.000. Thế là trắng tay. Đấy các vị thấy, tôi đi nhận chùa tôi nói thẳng luôn là tôi không có cái gì cả, tôi chỉ có gì, cái tâm thôi. Vậy mà tôi nói thẳng như thế, các Phật tử và các bác lãnh đạo ở địa phương ở xã đó thì lại tiếp nhận và đón tôi, chào mừng tôi và giao cái gì, giao cái chùa Tản Viên và cái đền chung cho tôi ấy, trông nom quản lý và xây dựng phục hồi lại. Năm ngoái tôi xuống đây cũng thế, tôi nói với các Phật tử tôi không có gì đâu. Tôi nói với bác Kiều, phó chủ tịch huyện Lương Sơn phụ trách khối văn xã, tôi bảo tôi xuống tôi không có tiền đâu, tôi cũng chỉ đem gì, cái tâm của tôi thôi. Tôi đi đến đâu bằng cái tâm tôi, chứ tôi không có tiền. Đừng có hỏi tôi là thầy có bao nhiêu tiền mà đòi đi xây chùa. Thầy không có tiền, vì tôi không giữ tiền đâu. Cho đến bây giờ tôi không có giữ tiền đâu, không giữ tiền, và mãi mãi về sau tôi không giữ tiền. Thế đừng hỏi là thầy có bao nhiêu tiền thì chúng con mới cúng chùa. Hỏi như thế là thất bại ngay từ thì ngay từ phút chào hỏi đầu tiên, vì tôi không có tiền. Không giữ tiền tức là không có tiền. Nhưng mà bằng gì? Bằng cái tâm của mình, Phật Bồ Tát gia trì. Cho nên ở trên Tản Viên đó, là cái định hướng của thầy là muốn dành cái nơi yên tĩnh, nơi chuyên tu cho các Phật tử sau này. Đấy, hay lắm. Phật Bồ Tát đã sắp xếp hết rồi, dẫn đường chỉ lối hết rồi. Bây giờ thì họ đang nhượng lại cho mình cái số lượng đất rất là lớn để sau này để xây cái cốc, cái thất, cái am để cho các Phật tử tu hành. Tôi đã đưa ra cái định hướng rồi, các Phật tử yên tâm. Khoảng bây giờ cứ học ở dưới này đi, học ở đây và học ở Khai Nguyên đi. Học cho nó cứng đi, 2-3 năm nữa, 4-5 năm nữa. Các Phật tử mà 70-80 tuổi muốn xuất gia cho nó bỏ hết cái việc thế tục á, được, cho xuất gia. Nhưng mà không thọ đại giới thôi. Chỉ cho gì ạ, có thể lúc đó thì muốn để cho con cháu nó không lên nó lôi về nữa, muốn mình thành người thoát tục rồi, phương tiện cho cạo tóc. Tôi sẽ là người miền Bắc mạnh dạn để làm cái việc đó, một vị sư miền Bắc mạnh dạn để làm cái việc đó cho các quý vị. Nhưng tất nhiên sẽ không cho thọ đại giới, vì lớn tuổi rồi cho thọ đại giới á, tức là thọ giới tỳ khiêu lên sư ông và lên sư cô á, chúng ta không tu được.
cái tâm ngã mạn nó cao lên. Cho nên chỉ cho cạo tóc xong, nếu tu được thì chỉ cho thọ 10 giới là sa di thôi, bằng không cạo tóc xong thọ Bồ Tát giới tại gia. À, thậm chí là cho thọ hẳn Bồ Tát giới xuất gia luôn, 10 giới trọng và 48 giới khinh Bồ Tát giới xuất gia, đắp mạn y và gì tu hành thành người xuất gia. Sau khi mình muốn vãng sinh, muốn thoát hóa ở trong cửa Phật cho thanh tịnh, cho con cháu chắt nội ngoại nó không làm phiền hoàng, không làm phiền mình á, vô từ nó không thể lôi được nữa. Vì mình cái gì, đầu đã gì tròn, áo đã gì đã vuông, thành người nhà Phật rồi, nó không thể lên nó lôi mình về được nữa. Nhưng mà thôi, cho thầy nhanh cũng phải 3 năm nữa, chậm thì phải 5 năm nữa mới làm điều đó. Đang củng cố về mọi mặt đã. Về mọi mặt, tôi nói về mọi mặt là chúng ta sau này dần dần sẽ tự hiểu. Có nghĩa là thầy phải đi từng bước rất là kỹ và rất là chắc. Chứ không có vội vàng như một số các quý thầy cứ đem cạo tóc ráo lên cho thọ giới. Lên sư ông, lên đại đức, lên sư cô một cái thì lớn tuổi rồi không học được nữa. Mà khi họ không học được thì họ tu trong đạo vài ba năm rồi, năm bảy, năm chục năm rồi, cái gì sẽ phát sinh? Cống cao ngã mạn phát sinh, rất khó để dạy bảo. Cho nên thầy rút cái kinh nghiệm của một số các chùa, kể cả chùa Ba Vàng, thầy Thái Minh mấy năm trước dạy không được thì phải khóc, khóc với đệ tử. Một đại đa số là cái gì? Các vị lớn tuổi xuất gia này, hay là kể cả mấy thầy ở trong thiền viện, thiền viện Tây Thiên, thiền viện Yên Tử, hay thiền viện ở các nơi trong hệ thống thiền viện của Hòa Thượng Trúc Lâm đưa ra ngoài này, một số các Phật tử ở ngoài miền Bắc học Phật được một chút phát tâm xuất ra, các thầy tưởng cũng giống như các Phật tử ở trong miền Nam đem cạo tóc độ đi, không giống nhau thế nào. Ở miền Nam người ta học Phật từ bé, đại đa số Phật tử miền Nam họ đã đi quy Tam Bảo từ khi còn bé, xong rồi lớn lên họ là Phật tử, họ lập gia đình, sống là một Phật tử thuần thành và có con có cháu, cháu nội cháu ngoại, gia đình công việc xong hết, 6, 7, 80 tuổi họ mới xuất gia. Thì như vậy họ đã có cái nền tảng học Phật từ bé rồi. Nhưng miền Bắc chúng ta nó mất đi cái nền tảng đó mấy trăm năm nay, từ thời sau thời nhà Trần. Miền Bắc chúng ta các Phật tử đi chùa phần lớn là chỉ là phẩm hoàn quả chuối nữa thôi. Cho nên đó, trẻ vui nhà, già với chùa, đến tuổi nghỉ hưu 60 tuổi mới đi chùa. Còn tuổi trẻ bảo đi chùa làm gì, chúng mày còn chưa thanh tịnh. Phụ nữ thì bảo là mày ra chùa là ô uế. Vì sao? Vì còn gì ạ? Xin lỗi các vị, còn đăng cái tháng gì ạ? Đăng cái tháng xấu, cho nên ra chùa làm ô uế chùa. Các cụ già đấy, đuổi không cho vào chùa. Con trai ra chùa thì bảo chúng mày còn trẻ ra chùa làm gì, chẳng ở nhà đi làm ăn, lông lẻo, lêu lồng làm cái gì, về. Đó, thế cho nên chùa là để dành cho chúng tao thôi chứ. Chúng mày ra chùa làm gì? Ra chùa để tán sư, ra chùa để thế nào, để trông sư, để ngó sư, để nhìn sư, vân vân và vân vân, đuổi giáo hết. Cho nên cái nền tảng không có. Nay biết cái Phật pháp mới có một vài tháng, một vài năm, cái tâm Bồ đề thì nó bất chợt thì nó hứng khởi, nó nổi lên, nó xin xuất gia. Các thầy đem cạo tóc cho xuất gia. Năm ba năm sau dạy không được. Cho nên cho thọ đại giới rồi, lên tỳ khiêu, lên sư ông rồi, lên sư cô rồi thì giới đồng như nhau, thì đương nhiên phải gì ạ, khác rồi. Cho nên giáo hóa khó. Vì vậy mà tôi nghĩ gì, nhiều tuổi rồi không cho thọ đại giới nữa, chỉ thọ sa di giới trở xuống, hoặc là thọ Bồ Tát giới xuất gia, kể cả Bồ Tát giới xuất gia 10 giới trọng và 48 giới khinh cũng truyền cho hết, đắp mạn y, vẫn là hình tướng người xuất gia. Nhưng mà gì, dưới các hàng tỷ khiêu, tỷ khiêu ni một bậc, cho nên không thể sánh hàng, ngang hàng với nhau được. Vì vậy, vì sao? Đây không phải là tôi coi thường những người lớn tuổi xuất gia, mà là muốn cho các vị không khởi cái tâm gọi là cống cao ngã mạn để xuất gia, để học đạo. Gọi là các như các hòa thượng, đặc biệt hòa thượng Tịnh Không nói gì, phải xuất gia mà giữ được cái tâm cung cung kính kính, thì cái cơ hội giải thoát một đời rất là dễ. Cho nên các vị Phật tử ở đây mà cứ tu đi, cứ học đi một thời gian 3 đến 5 năm nữa, và bây giờ cứ một tháng đăng ký lên tu, muốn làm cái việc đó đăng ký tập bỏ dần, một tháng tập bỏ dần lên trên tản viên, buông hết tất cả, không điện thoại, không liên lạc,
và gì gì đó, ở trên đó hết 3 ngày thì xuống núi. Thậm chí hết 3 ngày rồi mình muốn ở lại tu tiếp á, thì lại tu tiếp ở trên đó một tuần hay là vài tuần gì đó, kể cả vài tháng hay cả kể cả năm, vân vân, tùy theo. Xong đến lúc đó mình thấy thì cơm dưa mắm muối tương cà ngấm vào trong gì đó, trong tâm mình rồi á, trong ý thức, trong trí tuệ của mình rồi á, nó ngấm vào đó. Khi đó mình một quả nữa xuống tóc, đắp mạn y nữa, thành người xuất ra là xong. Và dọc từ cái dưới suối cái lên sẽ làm những cái cốc, cái thất. Các Phật tử chúng ta muốn ở 3 đến 5 người, tối đa là 5 người một cái cốc nhỏ nhỏ, như vậy là tu, chuyên tu thôi, chuyên niệm Phật và tụng kinh Vô Lượng Thọ. Lúc đấy là không tụng Địa Tạng nữa, mà lúc đó tụng kinh Vô Lượng Thọ và niệm Phật để cầu sinh Tây Phương. Bây giờ mới học á, thì tụng kinh Địa Tạng, học kinh Địa Tạng. Lúc đó chỉ một bộ kinh Vô Lượng Thọ thì không học nhiều, không lan man, chỉ một bộ kinh Vô Lượng Thọ và một câu A-di-đà để cầu sinh Tây Phương. Tôi đảm bảo các quý vị, 10 người tu thì 10 người được vãng sinh, 100 người tu thì 100 người được vãng sinh, 1000 người tu thì ít nhất cũng được gì ạ, 999 người vãng sinh. Như vậy có tốt không? Rất tốt. Nhưng phải tu được đúng như thế, phải hành được đúng như vậy. Cho nên ở đây cũng sẽ, tương lai cũng sẽ có thể là một cơ sở hoằng pháp thứ hai của đạo tràng chúng ta, cho các Phật tử ở mạn dân tộc và các Phật tử ở mạn khu vực dưới Xuân Mai, Lương Sơn, Hòa Bình, kể cả ở ngoài khu vực Quốc Oai rồi Trương Mỹ, gần gần khu này cũng có thể vào được. Chỗ này cũng thuận tiện cho xe cộ đi lại. Mà các bác ở huyện, ở tỉnh đây, các bác lãnh đạo từ thôn cũng rất là tốt. Bí thư thôn trưởng rất là quý hóa. Các bác ở xã cũng rất là quý, ở huyện rất là quý, mà ở tỉnh cũng rất là quý. Tạo điều kiện hết sức cho chúng ta. Nó cũng là cái nhân duyên. Đấy, lên trên Tản Viên này cũng là cái nhân duyên. Hóa ra tìm ra mới biết là gì? Đức Thánh Tản cũng là người, cũng là người dân tộc. Sau này đến thời nhà Nguyễn họ mới đổi Đức Thánh thành họ Nguyễn, không phải đâu. Ba anh em không phải là Nguyễn Tuấn, Nguyễn Sùng, Nguyễn Huyền như là đấy đâu. Vì người dân tộc không có họ Nguyễn, dân tộc ngày xưa không có họ Nguyễn. Họ Nguyễn là người dưới kinh, dưới xuôi đi lên thôi. Người Lai, mình gọi là Lai thôi, Lai dân tộc thôi. Còn người dân tộc thực sự ngày xưa không có. Sau này nhà Nguyễn lên ngôi mới muốn gì, muốn Đức Thánh là người họ Nguyễn nhà mình để thu phục nhân tâm. Cho nên mới viết, mới cho là Đức Thánh là gì? Đức Thánh Tản họ Nguyễn, Nguyễn Tuấn và Nguyễn Sùng và Nguyễn Hiển, ba anh em, không phải. Ngày xưa người dân tộc không có họ Nguyễn. Người dân tộc hơn 2000 năm trước không, lúc đấy chưa có họ Nguyễn trên dân tộc chúng ta này. Cho nên tôi nghĩ là về đó nó có cái lợi, có cái thuận tiện về mặt tâm linh, mặt tín ngưỡng, mọi cái. Các cụ gia hộ, các cụ hoan hỉ, cho nên đi đến đâu làm cái gì cũng rất là dễ. Còn ở đây chúng ta thấy, trở lại bài này, chúng ta thấy Đức Phật Thích Ca nói Bồ Tát Văn Thù là sau khi mà tiền thân của Địa Tạng Vương Bồ Tát nghe đấy, thấy Đức Sư Tử phân tấn của Túc Vạn Hạnh Như Lai dạy về cái phương pháp hành Bồ Tát Đạo, Địa Tạng Vương Bồ Tát thì nguyện là đời đời kiếp kiếp xin vì hết thảy thì chúng sinh ở đau khổ trong 6 đường, kể cả quái trời, tôi đang nói kể cả quái trời cũng có gì, có những nỗi khổ. Cho nên Bồ Tát gì, Bồ Tát giáo hóa họ. Chúng tôi có những cái ngày xưa còn hay nhập thất đó. Bây giờ thì ít hay nhập thất, làm Phật sự nhiều có ít nhập thất. Ngày xưa chúng tôi còn hay nhập thất đó. Cũng có lúc mà gì, chư thiên xuống cầu pháp đó. Chư thiên xuống cầu đạo đó. Cái này là có thật, có thật, không dối chút nào cả. Cho nên chúng ta mới thấy rằng khi mà chúng ta có cái công đức do cái sự tu tập tinh tiến đem lại thì chư thiên long bát bộ cũng sẽ đến để cầu đạo với chúng ta, đến để hộ pháp chúng ta, đến để ủng hộ chúng ta, đến để giúp đỡ trong cái sự nghiệp tu tập và hoằng pháp của chúng ta, kể cả các Phật tử chúng ta cũng vậy. Đó. Cho nên ở đây chúng ta nên cố gắng, cố gắng
để làm sao đó hàng tháng duy trì lấy 3 ngày ở đây, 7 ngày ở Khai Nguyên, 3 ngày ở Tản Viên. Một tháng 30 ngày như vậy chúng ta được bao nhiêu ngày rồi? Hả? Được 13 ngày rồi đúng không? Tức là được gần một nửa rồi đấy. Tốt không? Tốt mà. Ở miền Bắc này thầy nói với các quý vị, không có cái đạo tràng nào mà có cái lịch tu mà dày đặc như đạo tràng Tịnh Tông Học Hội Việt Nam của chúng ta. Kể cả ở bên thiền viện cũng không có có cái lịch tu dày đặc như đạo tràng chúng ta. Tại đây cũng là một cái cơ hội rất là tốt cho các Phật tử chúng ta bớt chút thời gian để mà tu hành. Phật tử nào còn phải đi làm ăn bận bịu thì thôi, thì học được rồi thì về nghe giảng và tu tại nhà cũng được, không sao, không cứ phải đến chùa. Còn Phật tử nào mà rảnh rỗi thời gian, đặc biệt là những Phật tử đã nghỉ hưu rồi á, bây giờ là ở Xuân Mai đây, gọi là khu vực Xuân Mai đây á, được gọi là cái thủ phủ của bộ đội. Mà bộ đội á thì khi nghỉ hưu về rồi á thì rất là nhàn rỗi. Nhưng mà bây giờ vẫn chưa có những người nghỉ hưu ở đây đi chùa mấy. Đâu, quanh quanh khu vực này, đây khu vực Xuân Mai và Lương Sơn, Hòa Bình, đây có ai là quân đội hay là nhà giáo nghỉ hưu đi lên chùa đây ra tay xem nào. Những người nghỉ hưu ra tay xem nào. Có không? Cao lên. Những người ở Xuân Mai đây này, đó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bên này cao lên xem nào. Bên này được 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 10, mới có 18 người. Đếm nhanh mới có 18 người. Có thể chưa chuẩn 100%, nhưng mà 80-90% mới được 18 người, còn ít lắm. Xuân Mai đây được, Xuân Mai và Sơn Tây được coi là cái thủ phủ của gì ạ? Của quân đội. Mà những người bộ đội á, họ được đào tạo về đạo đức, về đời sống của một gì ạ? Một người học trò của Chủ tịch Hồ Chí Minh rất là bài bản. Điều lệnh trong quân đội rất là nghiêm. Cho nên có thể nói là đây là toàn cái tầng lớp mà tri thức. Nhưng làm sao để cảm hóa được họ? Đây là cả một vấn đề. Cảm hóa được họ, vì nếu mà bây giờ họ nghĩ là chỉ một, họ nhìn thấy các sư chỉ coi như là mấy ông sư bình thường gì. Nhưng để rồi, để tới đây, phải làm sao đưa được đạo vào những cái tầng lớp này. Họ nghỉ hưu rồi, họ rảnh rỗi thời gian, họ không đi gì, không đi chơi buôn dưa lê bán dưa hấu ở nhà hàng xóm, ở nhà bạn, mà đến đây tu thì mới tốt. Để đấy, cảm họ. Ở đây các vị mà có các bạn như thế, cứ rủ đến đây nghe giảng một hai buổi xem. Nếu lợi ích thì đến mà tu, cho nó gì? Cho nó có phúc, cho nó có phần, cho nó có công đức, cho nó bớt khổ, mà dần dần thậm chí là cho nó hết khổ nữa. Ở đây có một cái trường hợp, cái đôi vợ chồng nữa. Chồng là bộ đội mà cứ cấm vợ đi tu, cấm vợ đến chùa đó. Nhưng cuối cùng về thì vợ dùng cái chiêu là cứ mở cái bài giảng của thầy cái lúc ăn cơm lên. Cuối cùng mà ông chồng gì, ông chồng mà ngộ ra và gì, lại quy tam bảo vào, lại còn tụng kinh ở nhà nữa. Bỏ rượu, bỏ chè với bạn bè các thứ mà ở nhà với vợ. Hay chưa? Hay mà. Ở nhà với vợ với con. Còn ngày trước các cứ khi mà chưa đến Phật Pháp là tháng lương 5-7 triệu, chục triệu đó, có khi đưa được vợ 2-3 triệu thôi. Còn 2/3 là gì? Đi nhậu với bạn hết rồi, trả tiền nhậu hết rồi. Nhậu trước, đến tháng lương thì trả sau. Bộ đội bây giờ thường thường là cũng thế, hay không như bộ đội Cụ Hồ ngày xưa đâu nhé. Bộ đội bây giờ là cũng sướt mướt lắm đấy. Chưa đến tháng lương có khi lại ra ký sổ hết ở quán ăn hết rồi, thậm chí còn đề đóm nữa. Tôi không nói đến cái tệ nạn sau, tôi nói đến gì? Anh em vui vẻ với nhau ra ngồi. Thì hôm nay tôi đãi thì mai anh phải đãi chứ. Chưa đến tháng lương thì bác ký sổ gì cho cháu. Đến tháng lương thì đương nhiên phải mang ra mà giả, lần sau người ta mới cho ký tiếp. Đấy, cho nên tháng lương có khi trả vợ con trả được cái gì. Nhưng hướng được cho biết đến chùa, nhậu nhẹt bớt đi, để thời gian để lo việc dân, việc nước. Có khi lại được thăng chức, thăng quan, tiến chức nhanh. Đạo đức tốt, thăng quan, tiến chức nhanh. Công đức lớn thì sẽ làm được việc lớn. Lại đặc biệt là bảo vệ được cái gia đình của mình ấy, vợ con, gia đình hạnh phúc. Đó, cho nên có lợi đấy, không phải có hại đâu. Theo Phật là có lợi.
chứ không phải là có hại. Nhưng để cảm hóa được họ cái bước đầu không phải là dễ. Cho nên những mấy Phật tử đông, 18 Phật tử mà quân đội giáo viên mà nghỉ hưu lúc nãy quanh quanh khu vực Xuân Mai và khu vực ở Lương Sơn đây là phải là cái tấm gương đầu tiên để cho các Phật, cho những vị ấy noi vào đó. Các Phật tử phải thì học hành, phải tiến bộ, phải tinh tấn và phải phải bỏ ác làm lành, lấy giữ hành thiện, xây dựng cái cuộc sống trong gia đình của các vị phải hạnh phúc đã, tu nhà đã, xong mới gì mới ra tu chùa. Tu chùa và phải tu cả nhà nữa, cả nhà cả chùa đều phải tu làm sao cho tốt để những người đấy họ theo. À, mấy bà ấy ngày xưa nó ghê gớm lắm, từ khi nghỉ hưu nó ghê gớm lắm, khi làm việc nó ghê gớm mà khi nghỉ hưu nó càng ghê gớm hơn, nó dối công dối việc nó ghê gớm hơn. Nhưng bây giờ từ khi từ dạo này là thấy bà ấy gì tốt ra, không biết làm sao họ tìm hiểu được, à bà ấy đi chùa Quan Lâm đấy, đấy là đệ tử thầy Thịnh đấy. Thế sao họ đã tìm hiểu, họ tìm hiểu họ đến cái chùa mà lại tốt thế, tưởng là đến chùa nó không không không, nó chỉ có mấy ông sư chỉ biết gõ mõ cốc cốc tụng kinh nhưng mà đến chùa tốt thế. Họ ra xem được thế nào, rồi hôm nào đấy cứ đi xem, ra xem hôm nào được chủ nhật ra ngồi chơi, ra ngồi thì ra ngồi nghe thầy giảng đạo một tí và tu xem thế nào, có tốt không, xem có chống trái với lòng đảng ý dân không, hay là gì, hay đạo Phật luôn luôn gắn gì gắn liền với dân tộc. Cho nên họ ra họ mà nghe được á, họ hoan hỉ mà cùng tu được với chúng ta thì tốt. Tôi thì cứ có một cái niềm tin rằng ở đây không mấy năm nữa đâu, nó sẽ trở thành một cái đạo tràng lớn không kém gì Khai Nguyên. Tôi có một cảm giác như thế, không biết chúng ta có cảm giác thấy không. Tôi có một cái cảm giác như thế đấy. Đều do con người chúng ta tạo thành hết. Cho nên chúng ta mà cố gắng phấn đấu và tu tập tốt ấy, thì nó sẽ thành thôi. Vì vậy mà ở đây chúng ta mới thấy Địa Tạng Vương Bồ Tát Ngài phát đại nguyện như vậy, thì chúng ta cũng phát gì cũng phải phát được đại nguyện. Không được như thế thì cũng phải chỉ kém thế chút xíu thôi. Mỗi người là một vị Bồ Tát để đi giáo hóa độ sinh, không phải một mình thầy Hoằng Pháp, mà tất cả các Phật tử chúng ta đây đều phải Hoằng Pháp. Bằng cách nào? Bằng cách thay tâm sửa tính, bỏ ác làm lành, lánh giữ hành thiện, xây dựng cái cuộc sống ấm no hạnh phúc trong gia đình của mình trước. Thay đổi mình trước mới thay đổi cho chúng sinh, mới thay đổi cho bạn bè, mới thay đổi cho mọi người sống xung quanh chúng ta. Hoằng Pháp được như thế thì tôi nghĩ rằng chắc chắn Phật Pháp sẽ đi vào lòng người, sẽ đi vào lòng dân và sẽ ăn sâu, bám sâu cái gốc rễ ở trong cái gì, trong cái vùng đất Mường này, trong cái xứ Mường này, vùng dân tộc này. Còn trước đây thì không có, bây giờ là có rồi đấy. Cho nên các vị đây cũng là một cái nhân duyên. Thôi chúng ta cố gắng ráng học theo hạnh nguyện của Bồ Tát Địa Tạng để mà tu không chỉ cho bản thân mà còn cho cả người nữa.